Chào mọi người đã quay lại kênh của mình nha. Thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách để mà mình làm mà cái hút mặt lên xuống theo mực nước á mọi người. Mà mình thấy trên mạng nó hay đăng nó bán là nó để là hút mặt tới một á. Thì cái này khi mà mình làm không mình xài thì mình trải nghiệm thì mình thấy là giống như nó có cái tác dụng, nó là giống như nó hút cái mặt nước nè, hút phân nè, hút những cái bọt nè, những cái vết dơ trên mặt nước, và nó sẽ lên xuống mực nước tầm từ 5 đến 10 cm tùy theo cái ống của mình đi nha nha, nha, nha anh em. Thì trước khi mà mình chia sẻ cho mọi người cái cách để mà làm cái này thì mình cũng nói luôn, cái này giống như trên mạng thì nó bán cũng mình thấy để nó bán hình như là tầm 250 ngàn hay là gì đó, tùy theo từng cái phi cái đường ống mà mấy bạn đi, giống như 114 90 gì đó là nó bán 250 ngàn. Thì nói chung là anh chị em mình đã bỏ ra cái số tiền để mình nuôi cá thì tầm cỡ mấy triệu cũng có, mười mấy triệu cũng có, thì mình nghĩ mà bỏ ra 200-300 để mà mình mua cái này về mình xài thì mình nghĩ nó cũng không đáng nhiều. Nhưng mà theo mình nghĩ là khi mà mình chơi, mình nuôi cá hay là gì đó mình tự làm thì nó sẽ vui hơn. Thì bữa nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người cái cách để mình làm cái hút mặt lên xuống theo mực nước, còn gọi là T1 này, tầm cỡ tầm 15-20 phút thôi mấy bạn, làm hoàn chỉnh nó luôn. Thì thí dụ như anh em mà mình xem cái video của mình á, mà mình thấy cái này mình hướng dẫn cho mọi người cảm thấy là làm nó dễ nè, thì anh chị em có thể là nhấn like hoặc là đăng ký kênh ủng hộ mình để mình làm những cái clip tiếp theo, giống như là bộ lọc, làm bộ lọc hay là gì đó để mình có động lực á. Thì đây mình chỉ cho mọi người, hướng dẫn cho mọi người là nó hoàn toàn miễn phí luôn. Cho nên là anh chị em mà mình xem clip á thì nói chung ở đây mình cũng không ích kỷ gì với nhau ha, giống như mình làm được thì mình chỉ mọi người xem cảm thấy ok thì mọi người nhắn đăng ký kênh ủng hộ mình để mốt mình có động lực mình làm những cái giống như là bộ lọc hay là gì đó, mình up lên cho mọi người xem, mình tham khảo. Rồi bây giờ mình quay lại vấn đề chính, thì để mà mình làm nó được cái hút mặt này thì cũng đơn giản thôi, tầm cỡ 15 cho đến 30 phút nữa các bạn làm hoàn chỉnh nó luôn. Thì trước tiên là tùy theo cái đường ống của các bạn ha, giả sử như ở đây mình là cái ống hút mặt của mình á, là mình làm là ống 34. Thì bây giờ khi mà cái đường ống hút mặt của mình 34 thì mấy bạn đi ra ngoài tiệm bán ống á, mấy bạn mua cho mình một cái ống 90 về 60. Và tùy theo cái ống nha, ở đóng của dưới của mình là 34 ha. 34 thì ở trên mình sẽ mua là 90 về 60, còn ở dưới là mình sẽ mua là 90 về 34. Và một khúc ống nó dài tầm cỡ 1 gang, ống 90 và một cái nối 90. Thì cái nối 90 á để làm gì? Thì cái này làm á có nhiều bạn mình thấy làm á nó rất là dài. Nó dài nè. Là cái ống mà nối 90 á, khi mà mình mua về nếu mà muốn làm nó giống như cái này của mình thì mấy bạn cắt cho mình làm đôi cái nối 90 ha, nó dài như nè, mấy bạn cắt làm đôi thì làm nó sẽ ra như thế này. Còn nếu mà mấy bạn muốn mà cho nó dài hơn xuống tới đây luôn á, mấy bạn để luôn nguyên cái nối 90 cho mình. Thì bây giờ bắt đầu vô cái chánh nè, cắt ha. Mình giả sử như cái này là 90 về 60 nha, 90 60 mình giả sử là nó còn nguyên vậy ha. Thì giờ mấy bạn để cho nó nằm vậy. Đó. Xong rồi cái nối 90 hồi nãy mà mình nói bạn mua á, nếu mà bạn để nguyên luôn thì khỏi cần cắt, còn nếu mà muốn làm giống như của mình á, thì bạn cắt làm đôi xong mấy bạn úp nó lên như vậy. Úp nó lên như vậy. Đó, thấy không? Đó này là trong đây mình giả sử như cái này là 90 giờ 60 ha. Úp ngược nó xuống. Xong mấy bạn cái ống mà nối 90 á bạn úp nó lên như nè. Đó, xong mấy bạn lấy keo dán sắt á, các bạn chấm 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 vô cho nó dán cố định luôn, nó cứng luôn. Xong rồi mấy bạn lật lại thì nó dễ dính cứng rồi. Xong rồi mấy bạn dùng cái cưa máy hay là cưa tay cũng được, mấy bạn cưa 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 cưa, nhớ đừng cưa phạm ha. Rồi mấy bạn cưa xong thì nó sẽ ra được như thế này, tùy mấy bạn ha. Mấy bạn ở đây mình cưa bằng cưa tay cho nên nhiều khi nó không có được chuẩn lắm. Đó, nó sẽ ra được vậy. Đó là xong cái phần ở trên rồi, vậy là xong phần ở trên rồi. Tới cái phần ở dưới mà nãy mình nói với mấy bạn là cái ống mà mua ở dưới là do đường ống của mình 34, là mình mua cái 90 giờ 34. Bây giờ do cái 90 giờ 34 á thì cái ở trên này á là nó sẽ lỏng, cho nên là khi mà cái ống 90 mà nãy mình nói với bạn mua á, mình bỏ vô nó sẽ vừa nhưng mà nó rất là khít. Còn theo cái nguyên tắc của cái ống á, là ở trên nó sẽ lỏng nhưng mà ở dưới này nữa bạn, dưới ngay cái khúc dưới đây nè
thì cái ống 90 này mình đưa vô nó sẽ rất là chặt. Cho nên đó, là mấy bạn dùng cái cưa máy hay là cái cưa tay cũng được, mấy bạn cưa đo cho mình cỡ 5 hoặc là 7 cm thôi, mình cưa. Cưa xuống để chi nó bóp nó lại nó nhỏ hơn. Xong rồi mấy bạn cho nó vô đây nè. Mấy bạn dùng keo dán sắt hay là gì cũng được. Mấy bạn dán nó lại cứng thì nó sẽ ra như vậy. Là cái phần dưới của mình. Còn cái ống 90 60 hồi nãy là mình cưa ngang nha, cưa ngang khúc trên bỏ luôn. Cưa ngang cái khúc trên bỏ luôn. Rồi mình lấy cái ống 90 nãy mình nói mà mua vậy đó, mình cưa ngang đây nè, đo ngang cỡ 5 hoặc là 7 cm, cưa xuống. Xong rồi bóp lại nhét vô đây, dán keo miếng sắt thì nó sẽ ra được như vậy. Đó, rồi, vậy là xong, hoàn thành cơ bản. Của cái khúc mặt tay một, mấy bạn cắt thì nếu mà cắt máy thì cắt tầm cỡ 10 đến 15 phút, còn cắt tay thì cầm cỡ 30 phút. Nhưng mà cắt làm sao để cho ở trên này nó đừng có phạm ha. Rồi bây giờ xong rồi để mình xuống dưới mình test cho mấy bạn xem. Test cho mấy bạn xem rồi mấy bạn xem mà thấy chung mấy bạn làm theo mấy bạn cảm thấy được á thì mấy bạn cứ nhấn like, đăng ký kênh ủng hộ mình để lần sau mình có làm cái bộ lọc hay là cái xử lý nước hay là gì đó, mình có động lực để mình đăng clip tiếp theo lên cho mọi người xem ha. Rồi bây giờ để mình xuống dưới mình test cho mọi người xem ha. Rồi bây giờ mình gắn vô mình test ha. Rồi gắn vô. Ống 34 này là do lúc cái người xây hồ á, thiết kế sai chứ đúng là nó nằm ở dưới để trên cho nên phải chế ống hút không được mạnh. Còn của mọi người mà nằm ở dưới đi ống mâm nữa hút rất là mạnh luôn. Về nước hút cũng rất là mạnh nha. Hút rất là sạch luôn. Này mà đi máy chỉ có 7.000 thôi. Hút đáy là 60, hút mặt là 34. Còn nếu mà mọi người mà đi máy mà giống như 10.000 nữa nó hút rất là mạnh. Tùy theo ống thôi, ví dụ như đi ống mình 60 thì mình mua 114 về 90. Rồi, mọi người thấy hay thì bấm like với lại đăng ký kênh ủng hộ mình nha.